triệu chứng của cao huyết áp là gì? Hoàng Sơn xin chào bà con. Bà con mình thắc mắc là triệu chứng hay là những biểu hiện làm thế nào để mình biết bị cao huyết áp? Thì hiện nay có đến 51% là người ta bệnh mà không biết mình bị cao huyết áp, và 38% là bị huyết áp mà chưa điều trị, và trên 63% là huyết áp bị bệnh nặng nhưng mà điều trị chưa về mức huyết áp bình thường. Thì triệu chứng huyết áp thường âm thầm, thầm lặng, người ta hay gọi là kẻ giết người thầm lặng, nhưng mà nó để lại những biến chứng cực kỳ là nguy hiểm. Đối với những người có triệu chứng huyết áp nhẹ, ví dụ giống như là va mắt, ù tai hoặc là khó chịu, bồn chồn, nhưng mà có một số trường hợp huyết áp biểu hiện rất là nặng, ví dụ giống như là nhói tim nè, nhức đầu, giảm thị lực, thở gấp, mặt đỏ và trống đánh lồng ngực, thỉnh thoảng chảy máu cam. Cái trường hợp huyết áp nó âm thầm bên trong rất là nguy hiểm, ví dụ giống như có thể gây đến những biến chứng như tai biến mạch máu não và đột quỵ. Nên là bà con mình có thể kiểm tra sức khỏe thường xuyên, định kỳ, và tốt nhất là mình nên có một cái máy đo huyết áp ở nhà để theo dõi cho người thân trong gia đình. Đối với những người trên 30 tuổi thì khả năng bị huyết áp rất là cao, và huyết áp cũng có tính di truyền, nên là cả nhà mình nhớ theo dõi sức khỏe mình định kỳ. Và nếu mà người đã có triệu chứng huyết áp rồi, chúng ta phải nên theo dõi thường xuyên để kiểm tra sức khỏe mình, để điều chỉnh chế độ ăn uống, và chúng ta có thể thuốc men phù hợp. Bà con mình có thể đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để xem thêm những thông tin cần thiết, ví dụ như cái cách mà mình đọc cái giá trị huyết áp như thế nào, và huyết áp như thế nào là chuẩn, và cách lựa chọn thiết bị y tế hay là sử dụng và khắc phục những lỗi thiết bị y tế tại nhà. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe.